Rồi, sau khi được chào đón anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Trước mắt anh em là một sản phẩm lọc xì mang thương hiệu Victor và có model là C40, làm test để gửi đến cho một anh khách ở dưới thành phố Thái Bình anh em nhé. Anh đã đặt cọc trong chiều ngày hôm qua và hôm nay thì em mới tiến hành em test và gửi đến cho anh. Tình trạng máy thì em cứ quay góc cạnh và mặt mũi trước nhé. Sau đó thì em sẽ đọc cái số seri. Còn các cái tính năng thì của những em này thì nó rất là đơn giản thôi. Sử dụng hai cổng đầu vào. Đây là chọn cổng. Nếu mà nhả ra thì là chọn cổng lai và ấn vào là chọn cổng tép. Nút select này thì bây giờ không ai lựa chọn sử dụng. Đây là nút suy giảm. Đang 0 xuống âm 6 decibel để cho tiếng nhỏ đi. Nút này là nút không qua qua. Anh em thấy tiếng nó sẽ bé đi đúng không ạ? À, nhả ra là tiếng qua qua. Mất tép này. Em nghe thấy hết tép chưa? Còn nút này là nút reverse từ thấp thành cao và từ cao thành thấp. Đảo ngược cái cách bố trí cần gạt thôi. Đó. Tình trạng máy rất là đẹp và em đã chụp ảnh cũng như là gọi video call để cho anh ấy xem. Còn bây giờ đợi em sẽ quay cái số series để cho anh ấy nhận hàng và thanh toán nhé. Số series là 7285, 4 số cuối em đã chụp ảnh và gửi cho anh ấy rồi. Công suất em này là 9W, máy sử dụng điện 100 anh em nhé. Đấy. Đây là hệ thống đầu vào đầu ra. Em xem thì có thể là biết cách cắm ngay. Nếu mà cắm thêm một đường tép nữa thì ấn vào nút cắm vào đường play này. Đó, nắp trên đây rất là đẹp. Cái này thì em chọn cho anh khá là ok rồi. Anh em chơi anh em về mua để sử dụng hát karaoke cũng như là nghe nhạc, hỗ trợ rất là tốt. Và sản phẩm này thì bên em vẫn đang sẵn hàng và em vẫn bán ra với giá rất là bình ổn anh em nhé. Giá cực kỳ tốt cho thời điểm hiện tại là giá 4 triệu cho một sản phẩm. Anh em nào mà bao chuyển khoản đủ thì em vẫn bao ship và code thì đặt cọc em không bao ship, vẫn bảo hành miễn phí 100% trong vòng 6 tháng đầu tiên anh em nhé, nên anh em yên tâm sử dụng. Đấy. Ngoài vấn đề mua bán thì bên em còn nhận sửa chữa tất cả các thiết bị audio bãi nội địa anh em nhé, các cái dòng âm ni này, lọc xì này, vang số, men đẩy công suất. Bên em đều nhận sửa, hỗ trợ cho tất cả các anh em thợ luôn. Đấy, địa chỉ của em thì tại số 22 ngõ 30 Chùa Vua, gần chợ Rời, cổng chợ Rời luôn. Nên anh em nào mà cần sửa đồ cũng như là cần mua bán thì có thể liên hệ với số hotline đang hiển thị trên mình. Chúc em xin gửi lời cảm ơn đến anh khách ở dưới thành phố Thái Bình đã tin tưởng ủng hộ bên em ạ. Em xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại anh em các clip tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em ạ. Chào anh em.